Trong báo cáo tổng quan kinh tế châu Á Thái Bình Dương mới được công bố, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại còn 5,8% trong năm 2016. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khẳng định Việt Nam nằm trong một số nước có tăng trưởng tốt lên. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1 năm 2015 cao hơn cùng kỳ so với năm 2014 và năm 2013. Năm 2014, Việt Nam thâm hụt ngân sách nhưng lại thặng dư tài khoản vãng lai. Mức dự trữ ngoại hối quốc gia năm 2014 so với các nền kinh tế tương tự như Việt Nam thì vẫn thuộc loại nhỏ nhất. Về tỷ giá hối đoái, thông điệp chung của IMF là càng có chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt thì càng tránh được các cú sốc bên ngoài. Tuy nhiên cũng cần cân đối vì nếu để tỷ giá thay đổi quá linh hoạt lên xuống trong thời gian ngắn sẽ gây bất ổn cho thị trường tài chính. Với các nước vay nợ nhiều, việc tỷ giá thay đổi nhiều cũng gây khó khăn. Vì vậy, theo trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, quốc gia nào có quyết định phá giá đồng tiền của mình so với ngoại tệ cũng cần thận trọng. Vì một mặt có lợi khi xuất khẩu, nhưng mặt khác có thể gây bất ổn với thị trường tài chính.